Xin chào anh em, cảm ơn mấy anh em đã xem video. Thì hôm nay mình chia sẻ với mấy anh em một cái kinh nghiệm mà nuôi Sam. Kinh nghiệm nuôi Sam thì anh em mình xem là chúng ta không nên mua những cái cây Sam mà như thế nào. Rồi anh em mình xem là cái cây Sam thì nó bị như thế nào thì chúng ta không nên mua. Thì hôm nay mình chia sẻ cái video này để anh em chọn về những cái điều cần biết khi chúng ta mua một cây Sam nha. Thì anh em mình lưu ý nè, những cây Sam này. Đây là cây sam mình nhổ ra khỏi chậu luôn ha. Thì nó có lý do để nhổ ra khỏi chậu. Đó là cây sam này bị lũa mục và nó không còn giá trị. Khi mà sam bị lũa mục quá thì nó sẽ bị chết mấy anh em. Như cây này. Đây. Nó sống một bên không. Dường lắm đó anh em thấy không, nó bóp thử đó, theo anh thấy nó rìu nó gãy nè đó. Đúng chưa, mục hết rồi, bóp bằng tay được luôn một đó. Mục nó chỉ sống một mạch đây thôi, rễ nó vẫn rất nhiều nha mấy anh em. Cái rễ của cây sam rất nhiều luôn, anh em trồng là không chết. Anh em thấy dáng rất đẹp không? Ừ, anh em thấy dáng lắc lượng không? Nhưng mà nó cốt rất to đó nè, một khi nó hư tương lai từ từ nó hư đúng không, từ từ nó sẽ chết đó, anh không em thấy không? có, nó không có gỡ chết. Bên này nó khô thì nó sẽ bỏ cái phần mạch đây luôn, mạch này nó có rễ rồi nhưng mà nó sẽ bỏ nè, thấy không, nó không có lỗi thép, nó chết đó. Đó, anh em thấy không? Như vậy là cái cây sam này là dù rễ rất nhiều nhưng mà nó đã hư, thân nó mục này ha, anh em thấy nè. Cho đây là do là thứ nhất là mình lấy ở ngoài rừng người ta chặt chém nó hư, thì vậy là giá kẻ trên thị trường người ta bán cho mình rất rẻ mấy anh em lưu ý nha. Như vậy là cái cây sam này là trên thị trường người ta bán sẽ rất rẻ anh em, nếu không, nếu mà người ta màu đen thế này anh người ta nói lụa thép nhưng không phải đâu, lụa thép là phải tùy cây. Nếu không là chúng ta sẽ bị lừa cái vụ đấy. Thì anh em trước khi chọn sam nên chú ý ha, rễ rất nhiều nha, nó rất mạnh, nó có thể sống và anh em có thể làm tan bình thường hết. Nhưng mà thời gian sau là nó sẽ không bao giờ tồn tại được và nó sẽ chết. Đó, đây là một cái kinh nghiệm về cây sam, đặc biệt là cây sam nha mấy anh em. Dù nó lắc nó lượng rất đẹp nhưng mà xin lỗi là vứt bỏ, không dùng nữa ha. Đó, thì chúng ta giao lưu sam, chúng ta nên giao lưu những cây sam nó liền cốt ha, nó ngon và nó không có bị bể hay là hỏng cây. Đó. Rồi mình đem ra đây mình để là dục rác mấy anh em. Cây này là coi như quất không xài nữa thì bỏ luôn. Đó. Anh em mình thấy là mình bị ra nè. Anh em thấy chị nó có một cái đây. Nắm giùm cháu lên chút lên nè. Xong còn chút này. Xong này cũng Đây là cái mạch của nó nè, còn cái đây là cái mục của nó nè, nên thấy chưa? Thấy mục không? Còn cái mạch màu xanh của nó nè, nó sống một chút như thế này thôi. Như vậy thì thời gian sau là nó sẽ chết rồi. Tại sao là mình không nên mua những cây sam lũa, bị hỏng, phải không? Đó. Đó là những cái điều mà quan trọng mà anh em mình nên chọn mua ha. Rồi bây giờ mình xem dưới cái mạch đây thử. Thì dù nó sống rễ nó rất là nhiều, nắm đây luôn, nắm đây đây nè, anh em thấy nè, cái bên một bên này, bên là rễ rất nhiều nè, nhưng mà anh em nhìn cái cây sam nè, anh em thấy không, nó chỉ có một cái mạch chút xíu vậy thôi, còn đây nó mọt hết, cái màu trắng là nó mọt hết nè đó, nó mọt hết. Như vậy thì cây sam chúng ta sẽ không bao giờ mà tồn tại hoặc tụ nổ trong vài năm mấy anh em đó. Thì dù nó vẫn nuôi được cái cành này rất là lớn anh em thấy không, cái nước mạch nó vẫn là cái mạch dê nuôi vẫn lớn nhưng mà nó sẽ bào mòn dần 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 và cây sam của chúng ta sẽ không bao giờ tụ được. Thì nhiều anh em ta đã dính cái vụ đấy, kể cả những cây sam cốt bự bằng cổ chân hay là cốt bự bằng cái thân kia nó vẫn hư bình thường hết đó, nhìn thấy không? Bởi vì mấy anh em biết là cây sam nó là thân bụi, nó là cây bụi, thân bụi, thân gỗ, gỗ nó là nó chứ không phải là những cây thân gỗ cổ thụ lớn nên là rất dễ bị mục mấy anh em. Nếu xử lý không cẩn thận thì nó sẽ bị hư nha.
Mình sẽ chia sẻ một cái video rất quan trọng về cái kinh nghiệm chúng ta giao lưu cái cây sam là không nên trồng những cây sam bị mục nát. Rồi, cảm ơn mấy anh em.